Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin Gờ Dầu của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin hôm nay, mời quý khán giả điểm qua những tin chính. Hội đồng nhân dân huyện giám sát tình hình thu chi sử dụng quản lý các loại quỹ. Phát huy vai trò tôn giáo trong vận động nhân dân thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện Cờ Dầu vừa tổ chức đoàn giám sát tình hình thu chi sử dụng, quản lý các loại quỹ vận động ngoài ngân sách nhà nước và huy động xã hội hóa tại trường tiểu học Sớm Mới năm 2021-2022. Theo đó, trong năm 2021-2022, trường tiểu học Sớm Mới đã thu phí học phí của học sinh theo đúng quy định. Bên cạnh đó, trường gặp nhiều khó khăn trong việc vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đạt 100%, và đề án cho thuê căng tin vẫn chưa được phê duyệt, dẫn đến không có nguồn thu. Đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả mà nhà trường đạt được trong việc thu chi tài chính năm 2021-2022 của nhà trường. Từ đó, đoàn giám sát sẽ đề xuất phản ánh đến ngành chức năng có hướng xử lý phù hợp, đảm bảo nguồn tài chính các trường học được sử dụng đúng mục đích và đúng quy định. Ngày 18 tháng 9, Ban Tuyên giáo huyện ủy phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cờ Dầu tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở năm 2023. Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong khoảng thời gian 5 ngày với các bài cơ bản cụ thể như một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên ở chủ nghĩa xã hội ở nước ta, hệ thống chính trị ở Việt Nam, những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, công tác tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác giám sát và phản biện xã hội. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cờ Dầu và các xã thị trấn triển khai thực hiện tốt đề án tăng cường vận động đoàn kết tôn giáo ở nước ta hiện nay, phát huy vai trò tôn giáo trong vận động nhân dân, thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã phát động 56 trên 56 cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn huyện đăng ký cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh năm 2023. Triển khai chuyên đề năm 2023 trong tôn giáo, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện vận động các cơ sở tôn giáo trên địa bàn xã Phước Đông, Bầu Đồn, Hiệp Thạnh, Phước Thạnh, Cẩm Giang và thị trấn Gò Dầu quyên góp trao tặng gần 2.400 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng. Chiều ngày 15 tháng 9, Ban Chấp hành huyện Đoàn Gò Dầu tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn đội trường học năm học 2022-2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024. Năm học 2022-2023, Hội đồng đội huyện Gò Dầu đã tích cực tuyên truyền về lịch sử của đất nước đến tất cả đội viên và học sinh, đồng thời phát động nhiều chương trình thiết thực, qua đó đã trao tặng hơn 1.000 phần quà và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, một nhà nhân ái trị giá 55 triệu đồng. Qua các phong trào đội, đã tuyên dương nhiều gương cháu ngoan Bác Hồ cấp liên đội. Công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học được thực hiện với nhiều công trình, phần việc thiết thực có ý nghĩa. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 là dịp để mỗi bạn trẻ Cờ Dầu thể hiện gánh vác trách nhiệm với xã hội. Trong gần 3 tháng triển khai chiến dịch, các bạn trẻ đã vận động sửa chữa nâng cấp phát quang 12 km đường giao thông nông thôn, thực hiện 7 công trình thắp sáng đường quê, trồng hơn 10.000 cây xanh và thực hiện một số công trình thanh niên sáng xanh sạch đẹp, trao tặng 1.000 túi thân thiện môi trường cho người dân đi chợ, tham gia hiến gần 300 đơn vị máu trong chiến dịch giọt máu nghĩa tình hè. Huyện đoàn phối hợp cùng công an huyện tham gia tổ chuyển đổi số, hướng dẫn gần 4.000 người dân kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 1 và mức 2. Bên cạnh đó, công tác xã hội cũng được các bạn trẻ thực hiện tốt, đồng thời tổ chức tốt hoạt động tiếp sức mùa thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và thi trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Gò Dầu hôm nay. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.